để đi bắt những con sò lỏ. Ngày hôm nay thì có thêm một vài chiếc ghe để đến theo ghe Mỹ. Đây, mấy anh em thì đang chuẩn bị vào đồ. Thì mấy anh em vừa mới ăn cơm xong thôi. Mỹ thấy là có ba chiếc ghe của Mỹ nữa là 5 chiếc. Không biết còn có chiếc nào nữa không. Thì trời ơi, tại giờ Mỹ thấy là có 5 chiếc ghe nha. Thì cũng lúc đi chích điện lúc thì như Mỹ nhìn dây là đi móc ghi Mỹ rồi. Đó, rồi Mỹ cũng sẽ xuống để chuẩn bị luôn nha. Cũng sắp tới điểm luôn rồi. Thì cũng đã chạy tới điểm. Giờ bắt đầu mấy anh em sẽ chuẩn bị chừng nào vũ bắt dây vào rồi mấy anh em sẽ nhảy. Hiện tại thì xung quanh ghe Mỹ thì hiện tại ghe Mỹ nữa là có 5 chiếc ghe. Hôm qua mấy anh em lặn rất là bội thu luôn. Hôm nay thì có một số chiếc đang ra theo ghe Mỹ nha. À, giờ Mỹ cũng mời cả mọi người cùng theo chân Mỹ để xuống bắt những con sò lỏ với mấy con cá ngừ nha. Hôm qua thì ghe Mỹ chính anh em thì bắt 35 kg sò lỏ, rất là nhiều luôn. Hôm nay không biết xuống lại cái điểm này có còn sò lỏ để mấy anh em bắt không nữa đây. Hiện tại có 5 chiếc ghe, không biết có lại chút nữa có mấy chiếc nào chạy tới nữa không đây. Thường thường chỗ Mỹ chỗ nào mà có hải sản thì chắc có nhiều ghe tới để lặn, nhất là mấy anh đi chích điện. Giờ thì Mỹ cũng đã tới đấy rồi, thì cũng cầu mong điểm này còn mấy con sò lỏ để mấy anh em bắt kiếm hôm nay cũng bội thu. Mỹ vừa tới đó thì chạy hoài bước chân thì cũng đã phát hiện ra một con sò lỏ. Mỹ nhìn cái dấu con sò lỏ này bé quá, không biết sò lỏ có to hay là bé đây. Rồi con đây thì nó cũng vừa nha, không có bé và cũng không được to. Giờ mọi người theo dõi Mỹ ngày hôm nay Mỹ bắt được bao nhiêu con sò lỏ nha. Con bạch tuộc này có chút xíu à, bạch tuộc đó là bạch tuộc Mỹ đó mọi người. Nhỏ quá nên Mỹ cũng sẽ thả. Con sò lỏ thứ hai, cái dấu này hơi to nè. Mọi người mới xem video của Mỹ thì có thể xem lại mấy cái video trước Mỹ lặn những con sò lỏ này để biết hơn và hiểu rõ hơn nha. Mỹ thấy cái dấu nó to lắm nhưng mà quạt lên con sò lại bé rồi, nhưng mà con sò này vẫn đủ kích cỡ nha. Con nữa nè, hên quá mọi người, vừa bắt con này vừa xong chạy mấy bước thôi là lại gặp thêm một con nữa. Mỹ con này lại bé nữa rồi. Quá hên quá giờ cả nhà, con này to đó mọi người xem. Con này to gấp đôi con này luôn nha, nhưng mà biết chừng vô con này sẽ căng xa cả với con này luôn. Hai con này nữa là ba con rồi nha. Quá đã rồi mọi người, hình như là đang gặp gỗ lại nha. Con thứ tư cũng là hôm qua ghi Mỹ lặn chưa có hết đâu, vẫn còn. Hên quá cả nhà. Đó, con này thì quá là to luôn. Thì chỉ vút vút vài cái cho nó xuống tới tay. Một con ốc tỏi đầu tiên. Đó, điểm này thì cũng có ốc tỏi lai dai, bay, mica, sò mai. Nói chung có những hải sản còn là hải sản có giá trị không thôi. Nghĩ lại gặp được con sò lỏ thứ 5. Sò lỏ này tự đã lột da rồi nè. Đó, Mỹ bắt sò lỏ phải chút vài cái cho nó xuống cái tay. Mấy con sò lỏ này mà mình không bắt khoảng tháng 2 tháng nữa Mỹ nghĩ chắc nó già nó cũng chết đi thôi. Giờ cố bắt được bao nhiêu thì bắt nha. Thêm một con ốc tỏi nữa. Đây, cái dấu này khá là to, nhưng
mà dấu to, nhưng mà ốc tỏi lại chỗ này nó chỉ tròn tròn thôi cả nhà, nó không có được to như như mấy hôm mà Mỹ bắt. Mỹ mới vừa lượm được hai con sò ngao cọt. Mọi người biết vì sao con ngao này gọi là con ngao cọt không? Lúc trước là con ngao này gọi là con ngao dằn. Rồi một thời gian mấy em lặn con ngao này thì mới gọi là con ngao cọt nha. Mọi người biết vì sao đặt tên ngao cọt không? Nó là như thế này. Con ngao này thường thì nó không có mánh đâu. Đó, mấy em cọt như thế này, nó mới xịt mánh lên. Mấy em mới thấy mới bắt được. Rồi xong từ đó mấy anh em mới gọi là con ngao này gọi là con ngao cọt luôn. Đó thì nhờ con ngao này nó có tên gọi là ngao cọt là như vậy nha. Con sò lỗ thứ 6. Đó, cái giòi này thì nó nằm như thế này rất là dễ bắt nha. Còn như mà mấy cái mánh mà đùm xuống đất thì nó khó thấy lắm cả nhà. May mùa này sò lỗ nằm rất là dễ thấy luôn. Có mùa thì sò lỗ này nằm khó thấy lắm. Lặn tay như Mỹ thì cũng khó là bắt luôn. Chỉ có điện, mấy anh em mà lặn điện á mọi người, chắc là dễ bắt những con sò này lắm. Con thứ 7 luôn đây. Đó, đây là hình như nó dúng cái dấu mọi người. Rồi, vậy là không phải rồi. Cái đó nó dúng cái dấu sò lỗ quá. Đây mới là chính xác cái dấu sò lỗ nè. Con này là con thứ 7 luôn nha. Đó, cái dấu nó y hệt như cái dấu kia luôn đúng không mọi người. Nhưng mà cái dấu này nó trong chính giữa nó, mọi người để ý chính giữa nó có một cái lỗ, thấy những cọng lông nó đưa lên. Con sò lỗ này nó già luôn rồi. Đó, nó già, sò lỗ già thì thường nó chỉ lột cái màng đen này đi. Mỹ vừa chỉ được một con tôm tích vàng. Con tôm tích vàng này Mỹ giữ một cặp nó mới lên nha. Thường thường thì đó, mọi người thấy nó gớm không? Đó, nó mà khấu một cái là nó mất lại thôi, là thấy máu nó chảy liền. Đó, bắt con này Mỹ lúc nào cũng phải cẩn thận nó hết. Khi bắt nó phải yểm huyệt trên đầu nó vài cái là nó xỉu cho nó an toàn thôi. Đó, mọi người thấy nó kiều kiều, nó khấu gớm không? Đó, hôm nay nhà Mỹ lại có tôm tích ăn nữa. Con sò lỗ thứ 8. Đó, cái dấu này thì Mỹ nhìn nó cũng vừa thôi. Thường thì cái dấu sò lỗ nó cũng hơi xui thôi cả nhà. Lúc thì nó nhỏ, sò lại to, lúc thì nó to, sò lại nhỏ. Rồi, Mỹ đụng con sò này thì thấy nó nhỏ thì giờ. Nhưng mà người ta vẫn mua con này nha, khoảng trăm mấy gần 200 ngàn đó mọi người. Con này dạng loại 2. Nhưng mà Mỹ suy nghĩ rồi, Mỹ sẽ thả nó lại luôn. Thì nói chung thì con đó nó nhỏ, nếu mà con nào nó sổn hơn một tí thì Mỹ sẽ bắt. Đây là cháu Tiên. Mỹ tới hỏi cháu Tiên coi thử bắt được bao nhiêu con sò lỗ nha. Mỹ bắt được có 7 con thôi, con kia Mỹ thả giờ không phải là con thứ 8. Đây thì để Mỹ đến coi thử Tiên bắt được bao nhiêu con nha. Rồi, được 6 con. Cháu Tiên bắt được 6 con, Mỹ bắt được 7 con. Một con Matsuto. Đó, mai chỗ này lâu lâu gặp một con hai con nào con nấy chà bá thôi. Con sò lỗ thứ 8. Wow, cái con này thì mới nhìn cái vòi nó rất là to luôn nha. Đó, đen thui luôn, rất là dễ thấy. Thường thường sò lỗ nó nằm giống như thế này dễ thấy lắm. Con thứ 9 luôn này cả nhà. Wow, quá hấp dẫn. Bắt cưới như thế này rất là hấp dẫn lắm. Nhưng mà cái chỗ này nó có chỗ thôi cả nhà. Chỗ thì có vài con, 2-3 con lâu lâu mới có nha, chứ không có phải lúc nào mình chạy vài bước là có đâu.
Đây Mỹ tới xin con thứ anh nhỏ ông làm cái gì nhanh. Và Mỹ nhìn được cái đó như có cái gì đó. Và cái này cái gì đây Mỹ chả biết cái gì luôn. À, nó là đá hay là cái gì đây? Thấy hai như vậy mà thứ cái gì nha, chưa biết cái gì đây là cái gì luôn. Như cái này chắc bự lắm đây. Mỹ nghĩ chắc cái trục này là cái trục bê tông. Bê tông này người ta thường thường để chắn để giữ mấy cái bù của mọi người, cái bù để làm dấu cho tàu nó chạy đó. Mình nghĩ là cái cục này để cắt bù thôi. Như anh nhỏ tưởng cái cục này là cục sắt hay là gì đó, nên vậy anh coi thử nha. Rồi Mỹ suy đoán chính xác luôn rồi. Đây là cục bê tông người ta làm để giữ những cái bù để cho tàu chạy. Nhưng mà cái chỗ này thường thì tàu nó bao chạy lắm, nhưng mà không biết cái cục này để đây là cái gì nữa. Từ đó tới giờ Mỹ chưa thấy cái bù nào ngay đây hết. Mà hôm nay thì Mỹ phát hiện có cái cục này là cục để chắn cái bù. Đó, đây là cái mắt để giữ cái sợi dây xích, nhưng mà nó đã bị gãy rồi. Nè, cục này khá to nha. Như cái cục này nằm dưới này cũng khá là lâu năm rồi đó. Lần đầu tiên Mỹ thấy chỗ này có cục đá như thế này nha. Đó, ý là Mỹ nói là anh nhỏ là cái này là để trắng bù. Con sò lỏ thứ 10. Tính ra Mỹ bắt được 10 con thì cũng kiếm 600-700 ngàn gì rồi. Mới giờ này mà Mỹ bắt được 10 con là quá đã luôn. Chắc hôm nay mấy em lại được bội thu rồi. Đó, cái giòi này mọi người nhìn chắc là dễ biết ha. Chui xuống lại thôi nên Mỹ mới thấy được dấu của nó đây. Đó, đó là cái dấu của ngao cò. Thường thường nó cũng có lúc nó có thấy nha, có lúc thì nó không có thấy dấu ở đâu. Ngao cò này mình phải chọn nó mới lòi mánh lên mình mới thấy thôi. Cái dấu này giống dấu con sò lỏ quá mọi người. Và lại con đứa Mỹ thử nha. Rồi đây là con sò lỏ chị rồi. Con này là con thứ 11 luôn nha. Và quá hấp dẫn luôn. Mình tin tưởng Mỹ nghi là cái dấu con sò lỏ thôi. Ai nghi sò lỏ thiệt luôn. Có cái con này nó đóng vô Mỹ không có tưởng là con sò lỏ đâu. Cái hôm Mỹ cũng nhầm cái dấu này là con sò lỏ nè. Cái con này là cái con quỳ. Chỗ Mỹ thường gọi là con vú. Cái vú. Cái loại vú này có con nó nửa bông rất là đẹp nha. Nó cũng đủ thứ màu. Màu trắng thì nó xấu lắm, có những màu rất là đẹp luôn. Hồi sớm giờ Mỹ mới bắt gặp được con cá ngựa. Như con cá ngựa này Mỹ thấy nó đang mang bầu. Đó, chính xác luôn. Rồi, tiếc quá mọi người. Lâu lâu mới gặp được một con cá ngựa nhưng mà đã mang bầu rồi. Mỹ sẽ đi tìm những cái chỗ nào có nhiều, Mỹ sẽ thả con cá ngựa này lại nha. Mỹ lại gặp thêm một con cá ngựa. Đây, con này thì không phải chữ rồi. Đó, con này là con đực. Cũng như con hồi nãy thôi, nhưng mà con hồi nãy nó chữ. Con này thì nó không có chữ. Con sò lỏ thứ 12. Con này Mỹ thấy cái giống chà bá luôn, nhưng mà bắt hình nó lại nhỏ. Con này thì đủ kích cỡ nha. Cái dấu con sò ngọt này nó nằm lạ kỳ quá mọi người. Đó, nó nằm thì cũng một lớp giông, rất là khó thấy luôn. Khá là to ha. Sò
này con nào con lấy trà bá không thôi. Con đi bay với con sò lỏ luôn kìa. À, quá là hên luôn cả nhà, quá là hấp dẫn. Con sò lỏ này nó nằm kỳ chưa nè, hình như là có con dấu đường con ốc mỡ. Đúng rồi, có cái dấu đó là dấu con ốc mỡ đó. Đây con ốc mỡ luôn kìa. Con ốc mỡ này nó tính bắt con sò lỏ này ăn nha, nên con sò lỏ này nó mới thụt cái vòi nó lên cao. Con ốc mỡ nó bé quá. Con sò lỏ này nữa là con thứ 13. Đây sò lỏ này khá là to luôn. Đó, con ốc mỡ này nó tính bắt con sò lỏ này ăn nha. May Mỹ bắt gặp không thôi mắc 70.000 giờ. Đó, ốc mỡ nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha. Rồi quá đã luôn, bắt được hai con này thấy tiền không giờ. Con sò lỏ thứ 14. Cái dấu con sò lỏ này lại khác nữa nè. Đó, nó có cọng dừa. Cọng này cho Mỹ thì gọi là cọng lông lờ. Đó, cái dấu nó thật là khó thấy nha, do cái dòng nó, cái dầu đó nó đóng rồi mọi người, nên cũng rất là khó biết luôn. Con sò lỏ thứ 15. Ở dưới biển nhưng mà cũng có cây dừa nữa nè cả nhà. Đó, đây là cây dừa biển. Con sò này trà bá luôn. À, nó nằm nghỉ chơi như thế này ai mà biết được. Mỹ đã chạy ngang qua rồi, Mỹ nhìn lại thì Mỹ đã phát hiện ra nha. Chứ không thôi là Mỹ chạy luôn rồi. Con sò lông này khá là to luôn. Con sò lỏ thứ 17. Con sò lỏ thứ 18. Con này thì nó nằm nó đưa cả một cái vòi nó lên cả một khúc luôn. Chắc là lá cây. Con sò lỏ này nó dài rồi, mình mà không bắt chắc nó cũng chết thôi. Con này thì nó già, nó cũng ốp yếu rồi, nhìn nó mỏng tê thôi. Chắc là mình không bắt đất nó cũng còn quả không thôi đó mọi người xem, ốm nhôm nhất luôn. Có tấm lưới bị dách đóng 3-4 con ghịa luôn. Wow, hình như mấy con ghịa này ốp hết rồi cả nhà. Mỹ sĩ giải cứu 3 con ghịa này nha, có một con đã hy sinh rồi.
Đó, nói chung ba con này Mỹ chờ thì con nào cũng ốp hết. Mỹ sẽ thả luôn nha, nhưng mà có chạm Mỹ chắc không có bắt đâu. Vì mấy con này nó cũng ốm yếu đi rồi, do bị bắt kẹt tại tấm lưới này đó mọi người. Đó, Mỹ sẽ thả hết luôn nha. Thêm một con cá ngựa nữa. Con cá ngựa này nó nằm nó trốn Mỹ không có thấy luôn đó mọi người. Mỹ chạy ngang qua một vòng rồi, Mỹ nhìn lại Mỹ mới thấy đó. Coi nó núp kìa, nó nằm im như tượng luôn. Con sò lỏ thứ 19. Giờ thì mấy anh em sẽ lên để chạy vào bờ để bán hải sản nha. Thì cũng tới giờ rồi, giờ này khoảng 12 giờ kém. Thì thường 12 giờ kém anh em sẽ lên để chạy vào thôi. Rồi, hiện tại giờ cái Mỹ đang chạy vào để bán hải sản nha. Thì ngày hôm nay 8 anh em bắt thì cũng ít hơn hôm qua. Nói chung thì cũng khá khá thôi mọi người. Đây, em cần ốc tỏi. Ốc này bỏ đi luôn á. Ốc kia, ốc tỏi thì được 2 phần xô. Nhỏ, ốc nhỏ và ốc lớn. Thì ốc nhỏ đây có trăm mấy chục ngàn một ký. Còn ốc này thì 200 mấy chục ngàn ký đó, vì vô bờ cho phụ nữ lựa ra thôi. Mai ngày hôm nay thì chỉ có 2 xô thôi, hôm qua thì 4 xô, bữa nay thì chỉ có được 2 xô. Đây có mình nào tầm con bọn này này tầm 1 ký mấy nè, còn đây trong đây vừa một mớ ốc tỏi nữa. Đây có một con này khoảng nửa ký. Đó, đây chúng ốc trong đây là ốc muỗng thì được một mớ thôi. Rồi xem coi mấy con sò ngọt nè. Con nào con mấy, trà bá 2, 4, 6 có 8 con. Thì ngày hôm nay được mấy niêm bắt được 2 xô. 2 xô sò ló. Đó, 2 xô này thì cũng rất là kha khá rồi. Cá ngựa thì cũng ít hơn hôm qua luôn. Hôm nay thì khoảng 3 lạng thôi. Hôm qua thì nửa ký, hôm nay thì 3 lạng. Hôm nay thì được 2 phần bao sò Mika, thịt bay, nói chung là lộn xộn trong đó. Đó, hôm nay thì ít hơn hôm qua rất là cũng ít hơn hôm qua rất là nhiều luôn. Thì chắc Mỹ độ ngày hôm nay mấy anh em chắc kiếm khoảng 800k thôi. Thôi nói chung thì ngày hôm nay
bên em thì kiếm cũng khá khá thôi. Thôi Mỹ cũng sẽ xin kết thúc video tại đây luôn nha. Mỹ cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip của Mỹ. Giờ thì Mỹ hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha.